Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc vang số cao cấp chính hãng đến từ thương hiệu CAF và có model là A6. Thì đây là một trong những dòng vang cơ có thể nói hiện nay đấy cực kỳ hiện đại, là một dòng vang được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ của Italia, và chip của nó là nhập khẩu tại Mỹ, đó là những con chip Unlock Device, là một dòng chip xử lý theo tiêu chuẩn 48 bit. Thì dòng vang này là một dòng vang có thể nói là nó sẽ chinh phục tất cả những đôi tai vàng và chinh phục tất cả những đôi loa, những chiếc mic khó tính nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam để đưa ra một chất âm chi tiết trong sạch, quyến rũ và mềm mỏng. Thì chiếc vang này ngoài tính năng xử lý được nhạc ra thì chiếc vang này nó có một cái khả năng đặc biệt, đó là xử lý đường mic, giúp cho tất cả những người đam mê karaoke hát dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và sâu lắng hơn. Và chiếc vang này nó sẽ đúng mãi mãi khi các bác thay đổi loa, thay đổi mic, thay đổi đẩy, bởi vì đây là một phần mềm thông minh, nó sẽ đi vào chân tơ kẽ tóc của mọi người. Đây chiếc vang rất đẹp, nó có màu trắng ghi, và ở phía trước nó sẽ làm cho các bác là những cái điểm nhấn bằng những hợp kim cao cấp, tạo cho cái vang ấy một cái vẻ sắc nét và tinh tế. Hỗ trợ 3 đường mic ở phía trước, có một màn hình LCD để thể hiện các thông số như là nhạc này, rồi là mic này, rồi là nhại này, một volume chỉnh tổng, và có các phím chức năng để chỉnh bằng tay, có 3 phím tắt để tăng giảm nhạc, tăng giảm nhại, tăng giảm mic, và một lỗ chạy phần mềm, và có các cột đèn báo. Thì đây là một sản phẩm chính hãng của công ty CF Cá Heo, mã trích QR và tem của CF. Thì đây là một dòng chính hãng do công ty AV Việt Nam phân phối nhé. Đây là phải nhập về nó sẽ như này. Thùng hộp nó rất đẹp, hộp nó là được in màu tím lẫn với màu kiểu đen. Bên trong là một giấy bảo hành sản phẩm chính hãng. Đấy, cái này phiếu bảo hành nhé, và tặng bác đi kèm là một cái đĩa chạy phần mềm và một cáp chạy phần mềm, một điều khiển, một cáp nguồn và xốp dẻo rất là đẹp. Thì cái dòng này nó cao cấp đến mức độ từ cái chân cắm nhé, nó cao cấp từ mức độ chân cắm, tức là chân cắm của nó là được mạ vàng 24K. Đấy, do vậy cái khả năng tiếp xúc âm thanh rất tốt. Những cái dây AV đắt tiền ấy thường thường ra hai mạ vàng, gọi là mạ đồng ấy, mình cứ cho sang đi. Thì bác nhìn vào sản phẩm đây, sản phẩm chính hãng nó sẽ khôn ngoan như này, nó sẽ khôn ngoan như này, rất khôn ngoan, anh em mà xem, rất khôn ngoan bác nhá, khôn ngoan đến từng chân tơ. Đây chính là cái tem của công ty AV Việt Nam bảo hành chính hãng, tem kết hợp bảo hành và hỗ trợ các đường mic xa phía sau, do vậy nó tạo cho con vang này rất là thẩm mỹ bác nhá, rất thẩm mỹ. Mic sau đây thì cắm mic không dây, rất nhiều đường ra âm thanh, nếp rai trái phải, âm thanh ở giữa, âm thanh sâu là súp ấy, sâu rau, và cái này hỗ trợ ra cả đường rách, tức là có thể cắm dây live stream ở đây hoặc cắm vào âm ly, hai cái đường này giống hai đường này thôi nhé, là một. Nếu các bác mà có hoa sen thì dùng hoa sen, có ca lông thì dùng ca lông, mức độ hay là như nhau, không khác nhau. Hỗ trợ hai đường vào bằng AV, một cổng quang. Đấy, đây là mã của Sony, hàng chính hãng. Con này nguồn chạy nguồn sung luôn nhé, nguồn lọc 3 lớp rất là đẹp. Con này em đã tháo rồi, chip là Unlock Device 2149 bao nhiêu em quên rồi, con là chip của Mỹ cao cấp, xử lý là 48 bit. Và ngay bây giờ em mời các bác nghe một bản nhạc. Thì buổi sáng nay em rất vui mừng được test cho em Dũng ở Bắc Linh này. Số điện thoại thì không có đơn, con này là 6 triệu nhé. Thì em Dũng chú ý này, về em sẽ đánh cho anh đôi 30. Đánh đôi 30 nhé. Đánh đôi 30 là lép dai. Đây em chú ý này, 30 này em đánh lép dai, là MG1L. Còn là đôi 80 em đánh em anh hay cổng này. Đấy, còn cổng này có thể đánh cổng này cũng được, mà súp đánh vào đây. Đấy, cổng này cũng được, cổng này với hai cái âm thanh là giống nhau. Đây súp, cổng vào đây, cổng quang, rất là ok nhé em nhé. Một dòng rất là ok luôn, con này tiếng nó hay lắm, điện yếu chạy được, yếu chạy đấy nhá.
Đây chú ý là cắm, bây giờ anh sẽ và đẩy em để cho anh khoảng 12 giờ. Tất cả đẩy 12 giờ anh hết. Và cái riêng và cái mic cũng để khoảng 12 giờ. Nếu là mic chín áp vặn vặn ấy để 12 giờ. Sau đó alo nếu nó nhẹ thì tiếp tục thôi, nhưng còn nếu không nặng thì anh em phải chú ý là mình lưng lên. Lưng lên làm sao để tầm nó nhẹ nhất. Đấy, còn muốn tăng giảm nhẹ thì có thể dùng điều khiển. Đây là điều khiển của nó nhé. Để đây. Tăng giảm này. Rất hay đúng không? Đây bật to nhỏ nhạc đây. Tôi lính trần xa nhà, từng đêm phút vui. Con này tiếng nó rất sạch. Và nếu phối của đẩy này ok nhé, con này có thể chơi được một đôi 40 này. Một đôi 40, một đôi 30, quả suốt 50 to này là ok nhé, rất là đẹp. Phối màu và rất là đẹp luôn. Bàn đường là tay súng mến yêu tôi thủy chung. Hay lắm. Đi đánh trận trăm miền, miền xa thân xa có ai còn yêu lính. Trước mắt quý vị và các bạn, đó là những chiếc van cao cấp đến từ thương hiệu CAF cá heo A6. Nghiêng bóng dài đường xoay bước chân, dìu em qua thị trấn, theo những ngày đêm chặn, đưa nhau về đây, chân quên đã sỏi, lên ngại đêm tối già này. Vùng ma quái điều trai, tôi lính trận ngược xuôi đó đây, tạm vui chơi gần ấy, quanh mấy đường phố này, hai năm miền xa, thương yêu khắc khoải, bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm. Đêm mùa vui, cuộc quay dưới ánh đèn chặt màu son, câu ca tiếng nhạc lay vẫn còn, môi run với rượu say mềm, qua làn hơi quay cuốn bàn tay, một ngày vui nào ai. Đêm đối mặt tình nhân khó quên, liềm suy tư chợt đến theo dấu đầy muốn tìm, mai tôi lại đi đam mê chối bỏ, hương lòng bôi thắm mơ gì lần yêu lỡ hạt tình.